8 tháng 3 là dịp để cả thế giới tri ân và dành tình cảm cho những người phụ nữ yêu thương, đồng thời gửi đến họ những lời chúc tốt đẹp nhất. Trong bản tin ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về những bó hoa, những món quà độc đáo dành tặng cho những người phụ nữ đặc biệt của mình nhé! Quý vị thân mến, để mừng ngày 8 tháng 3, món quà thông dụng và ý nghĩa hơn cả đó là những bó hoa. Các cửa hàng luôn có những lãng hoa, những bó hoa được chuẩn bị chu đáo, nghệ thuật để cánh mày dâu dễ dàng lựa chọn. Dịp 8 tháng 3 năm nay, như hưởng ứng lời bài hát Mang tiền về cho mẹ của rapper Denvo, những bó hoa được kết bằng hoa kèm với tiền mặt khiến nhiều người thích thú. Những bó hoa này cũng rất đa dạng, có bó trị giá 1 triệu đồng, 2 triệu đồng, thậm chí có bó hoa trị giá hàng trăm triệu đồng. Một tuần trở lại đây, phong trào tặng hoa được kết bằng tiền mặt nở rộ ở huyện miền núi Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Chủ một cơ sở kết hoa tại đây cho biết, từ những ngày đầu tháng 3, nhiều khách hàng đã đặt hoa được kết bằng tiền thật để tặng cho người thân, bạn bè. Để đáp ứng nhu cầu của khách, cửa hàng phải thuê thêm nhân công để phục vụ dịp cao điểm. Mỗi bó hoa trị giá từ 1 triệu đến 100 triệu đồng tùy thuộc vào độ yêu cầu của khách hàng. Mới gần đây, một khách hàng ở thành phố Vinh đã đặt bó hoa được kết bằng 200 tờ tiền có mệnh giá 500.000 đồng, tổng trị giá 102 triệu đồng để tặng cho mẹ. Bó hoa này có giá tiền công khoảng 700.000 đồng. Trong khi đó, chào đón ngày 8 tháng 3 năm nay, thị trường hoa hồng tại thành phố Hồ Chí Minh có sự xuất hiện của một sản phẩm hoa khá là đặc biệt, đó là những bông hoa hồng màu đỏ được phun màu và in hình chữ 8 tháng 3 lên cánh hoa. Theo quản lý cửa hàng Flower Box, quận 1, đây là sản phẩm ra mắt từ dịp lễ tình nhân 14 tháng 2 vừa rồi, giá bán là 200.000 đồng trên một bông và cửa hàng cũng chỉ bán với số lượng có hạn, 1.000 bông. Trong khi đó, những bông hồng được tạo hình từ tờ 2 USD cũng thu hút nhiều khách hàng. Mức bán giá trung bình của mỗi bông hoa này là 330.000 cho đến 350.000 đồng trên một bông. Gần đến ngày Quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, bông hoa atisô màu xanh đang được giao bán trên thị trường, rất nhiều chị em đặt mua loại hoa này dù được bán theo cân với giá như thịt bò Mỹ. Atisô là loại hoa thảo dược có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, đặc biệt với những người có vấn đề về gan, song nếu không mua đúng mùa mà chọn mua bông atisô thì giá của chúng sẽ rất đắt đỏ, có thời điểm lên tới gần 400.000 đồng trên 1 kg. Một người bán hoa tươi tại Nhật Tân, Tây Hồ Hà Nội cho biết thời điểm này đang vụ mùa hoa artiso trong Đà Lạt nên giá có phần hạ nhiệt. Chị đã nhập về hai cỡ hoa, trong đó cỡ đại, hai bông trên 1 kg có giá 200.000 đồng, cỡ chung khoảng 3 bông giá 150.000 đồng trên 1 kg. Theo chị, bông hoa này bọc kín bằng màng bọc thực phẩm hoặc bao giấy để trong ngăn mát tủ lạnh để được tương đối lâu. Do đó, khách phần lớn đặt mua vài bông hoa mỗi lần, thậm chí có khách đặt 10 cho đến 20 bông. Chị cho biết có khách còn nhớ bao gói đẹp làm bó hoa đem tặng dịp mùng 8 tháng 3 vì người được tặng có thể đem chế biến thành nhiều món ăn, rất tốt cho sức khỏe. Hiện tại, loài hoa này rất hút khách bởi hoa rộ vụ chỉ khoảng trong 2 tháng, thời điểm cuối vụ hàng hiếm nên sẽ rất đắt đỏ. Nếu như quý vị vẫn đang phân vân, chưa chọn lựa được, được một bó hoa ưng ý, vậy thì chúng tôi sẽ mang tới cho quý vị một số gợi ý về những món quà dành tặng cho người phụ nữ yêu thương của mình. Nếu bạn khéo léo, có thể tự làm quà handmade. Món quà tự tay làm ra có thể không cầu kỳ, tinh tế như những món quà mua ngoài tiệm, nhưng chắc chắn rằng chúng sẽ là độc nhất vô nhị và chứa đựng thật nhiều tình cảm mà bạn dành cho người phụ nữ của mình. Bạn có thể làm những tấm thiệp, một bó hoa bằng giấy, khung ảnh gia đình, gối ôm, đầy ý nghĩa. Hoặc đơn giản, cánh mày dâu có thể tự tay chuẩn bị một bữa tối với những món ăn mà mẹ hay vợ yêu thích, cắm một lọ hoa tươi rực rỡ hay mua một chiếc bánh kem hấp dẫn. Nếu có điều kiện, một chuyến đi du lịch cùng gia đình cũng là một gợi ý đáng để tham khảo. Có thể nói có rất nhiều cách khác nhau để thể hiện sự quan tâm đặc biệt dành cho một nửa thế giới trong dịp này và không riêng gì mùng 8 tháng 3, ngày nào cũng nên là ngày chúng ta dành tình yêu thương cho những người phụ nữ thân yêu của mình. Chúc các bà, các mẹ, các chị, các em có một ngày lễ thật nhiều niềm vui và nhận được nhiều món quà độc đáo. Còn bây giờ, bản tin của chúng tôi xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.